Xin chào các bạn đang nghe câu chuyện Sau ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh. Do Đam Mỹ Tường Truyện thực hiện, chương 12, văn nhân có mấy ai mà không phong lưu. Em chỉ muốn nhìn anh một chút. Nói xong câu này, Nguyên Giá cũng giật nảy mình. Thực ra anh không định nói câu này, anh chỉ muốn nói câu đầu tiên, hai chúng ta cố gắng ghi xong chương trình này. Nhưng đã nói rồi thì đừng che giấu, mà có muốn che giấu cũng không được. Nguyên Giá ho khan một tiếng, sau đó nở nụ cười tự xíu, hỏi Thiểu Nhất, em có thể rút lại câu này không? Thiểu Nhất trầm mặc nhìn anh, sau đó nói, em thử xem. Nguyên Giá ngồi xổm trên thảm cỏ sờ loạn, vỗ xuống đất nói, Nguyên Giá rút tin tức lại. Phương Thiểu Nhất đứng lên, đưa tay về phía anh. Nguyên Giá ngẩng đầu lên cười với hắn, sau đó bắt lấy tay hắn, mượn lực đứng dậy. Nguyên Giá hạ mình xuống, trước đó nói gì cũng vô dụng, đã nói muốn nhìn anh một chút, tất cả đều biến thành lấy lòng chịu thua. Nhưng Thiểu Nhất cũng không để Nguyên Giá cảm thấy khó chịu, mất giá quá nhiều, dù sao đây cũng là anh nhất của anh, nói rồi thì thôi. Chương trình phía sau hai người khôi phục lại bình thường trước ống kính, cười cười nói có vẻ đã làm lành. Buổi tối trước khi ngủ rửa mặt rồi ngồi xuống chơi điện thoại cũng rất hài hòa. Ngày hôm sau họ vào sa mạc, Nguyên Giá cũng rất thích chơi ngoài sa mạc. Kết thúc một ngày khi tắm rửa tắm ra nửa cân cát. Thực ra nếu tiết mục này bị cắt thì cũng đã ghi vào ống kính. Những thứ còn lại cũng không tồi, chỉ đơn giản là đi lượn lung tung khắp nơi, cũng không có mục đích gì, càng không có thời gian để cầm điện thoại trả lời ai, rất tốt. Sau khi ghi hình xong, vẫn giống như lần trước, Nguyên Giá quay về nhà mình, Thiểu Nhất về đoàn làm phim. Mỗi một lần ghi hình xong đều cảm giác giống như phế nửa cái mạng. Nguyên Giá phải mất 2 ngày để bình ổn lại, thế nhưng khoảng cách ghi hình tới lần sau cũng lâu hơn, 12 ngày sau mới tiếp tục ghi hình. Khoảng thời gian giữa chừng này cũng đủ để Nguyên Giá nghỉ ngơi, trong đó có một ngày anh phải tới đài ghi hình một tiết mục, xem như tuyên truyền, trong hợp đồng đã ký. Nhà họ ít nhất cũng phải có một người ra mặt, Nguyên Giá chủ động nhận nhiệm vụ này. Nguyên Giá nhân lúc nghỉ ngơi về thăm nhà ba mẹ một chuyến, mẹ vừa nhìn thấy anh câu đầu tiên là trời ơi, sao con gầy đi thế? Nguyên Giá cười hì hì vỗ vai mẹ, bất đắc dĩ nói, mẹ có thể mỗi lần gặp con đừng nói câu này không? Nhìn xung quanh một vòng không thấy bóng ba anh đâu, Nguyên Giá cất giọng gọi với vào trong phòng. Giáo sư Nguyên An Bình đâu rồi ạ? Giọng ba anh từ ban công vòng lại bảo anh, giọng to thế 2 km cũng nghe thấy đó. Nguyên Giá cười đi tới, trêu chọc mấy con chim ba anh nuôi rồi hỏi, hôm nay không đi dạy à giáo sư Nguyên? Giáo sư nói, lấy đâu ra nhiều tiết như vậy, một tuần ba chỉ dạy có 2 tiết thôi. Vâng, bình thường thì nghỉ ngơi, Nguyên Giá nói. Từ nhỏ, Nguyên Giá đã khiến ba mẹ phải bận tâm không ít. Bây giờ lớn rồi, người nhà cũng không bận tâm tới anh nữa. Hơn 30 tuổi đã trưởng thành, cuộc sống đều dựa vào bản thân, cũng không cần người khác để ý tới. Chuyện anh ly hôn với Phương Thiểu Nhất, Nguyên Giá cũng không giấu giếm họ. Lúc trước ba mẹ anh can ngăn không nổi, đến cuối cùng vẫn phải ly hôn. Thế nhưng hai vị phụ huynh không nói gì, không đi châm chọc mỉa mai vết thương lòng của Nguyên Giá, không nói, con xem, ba mẹ đã nói kiểu gì con cũng sẽ hối hận rồi mà. Họ không hề đề cập tới chuyện này, tính cách Nguyên Giá từ nhỏ đã như vậy. Chuyện anh quyết định làm, người khác không cản nổi, dù có chịu thiệt cũng là anh chịu. Xưa giờ anh không kêu khổ với ai. Lần này lại đi đâu? Lúc ăn cơm mẹ hỏi anh. Nguyên Giá nói, đi tới Nội Mông à? Bao giờ phát sóng lên tivi, mẹ muốn xem. Nguyên Giá mỉm cười lắc đầu gắp thức ăn cho mẹ. Thôi bỏ đi, đừng xem, ngu lắm, xem xong mẹ không nhận ra con nữa. Nếu không, con tưởng con không ngốc à? Mẹ nở nụ cười. Con ngốc bao nhiêu năm quen rồi. Nguyên Giá dừng lại một chút đoạn nói, không phải loại này, loại không có tôn nghiêm. Bà anh tiếp lời liếc mắt nhìn anh và nói, vậy sao anh còn đi? Nguyên Giá cười cười, nhận lời từ trước rồi, nhận lời rồi thì đi thôi, lại nói rất nhiều tiền đấy, không đi thì phí, có phải không ạ? Bà anh không nói với anh nữa, chỉ bảo, trước năm 30 tuổi anh làm gì cũng chỉ lo cho bản thân, chỉ mong sau này cũng sống như vậy, vui vẻ là được.
Nhưng cuộc sống không chỉ có vui vẻ, mỗi người đều có thời điểm khó khăn. Cứ đi theo trái tim đi. Anh thấy rõ, trong lòng anh hiểu rõ. Chúng ta không nói nhiều nữa. Động tác của Nguyên Giá dừng lại, sau đó nhìn ba mình nở nụ cười. Trong tay anh không có rượu, chỉ có một cốc nước trái cây. Anh cũng rót nước trái cây cho ba mình, sau đó cùng ly của mình với ba, uống một ngụm. Ba chê anh dở hơi, nhưng vẫn uống một ngụm theo. Ăn cơm của anh đi, ba nói anh. Anh lắm chuyện thế. Lắm chuyện mà ba còn uống kìa. Nguyên Giá vui vẻ cười. Giáo sư Nguyên ngoài mặt thì có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng trong lòng lại mềm nhún. Thực ra hoàn cảnh trưởng thành của Nguyên Giá cũng coi như tự do. Gia đình vốn nuôi thả anh, quản anh rất ít, dù có quản thì cũng không nghe. So với Ninh Lục và Quan Châu thì gia đình anh quản ít nhất. Hồi Ninh Lục còn nhỏ, vì quất roi mà ba anh ta đứt hai cái thắt lưng. Quan Châu không thảm như vậy, nhưng gia đình quản rất nghiêm, phải đi học suốt cả ngày. Chỉ có Nguyên Giá cả ngày chỉ có chơi đùa, nhưng thành tích của anh lại rất tốt, đúng là không công bằng. Vốn là chương trình tháng sau có thể phát sóng, nhưng giữa chừng một chương trình khác trong đài đột nhiên gặp sự cố, trong đó có một khách mời vì tình huống nhạy cảm, cấp trên đột nhiên phát văn kiện tới không cho phát sóng. Bởi vậy, mấy ngày nay trên mạng bắt đầu lộ ảnh chụp họ tham gia chương trình, từng đôi một được đăng lên. Trong này có Phương Thiệu Nhất và Nguyên Giá lần đầu tham gia chương trình giải trí, độ hot cũng cao nhất. Sau đó, ekip chương trình cũng đăng một vài hình động lên mạng xã hội, tuyên truyền một chút, bọn họ cũng phải đăng tải. Nguyên Giá ném web bo cho các tiểu đào để cậu làm, anh lười làm mấy cái này. Nguyên Giá cũng chỉ xem qua lúc mới đầu, sau đó không chú ý tới nữa. Có một ngày, anh đang tám nhảm với nhóm Ninh Lục trong group, đột nhiên có điện thoại gọi đến. Nguyên Giá vừa nhìn cái tên đó chau mày lại. Ôi, xếp cảnh à! Nguyên Giá nhận điện thoại cất tiếng chào hỏi. Người gọi đến là quản lý trước đây của Phương Thiệu Nhất, Cảnh Cận Duy. Bây giờ là người phụ trách phòng làm việc của Phương Thiệu Nhất. Từ năm mười mấy tuổi, Thiệu Nhất đã được anh ta dẫn dắt. Khi đó anh ta mới tốt nghiệp không bao lâu. Phương Hán chọn lựa anh ta, chọn không tồi, là một người rất có thủ đoạn. Bây giờ cũng trở thành kim bài trong giới này, nhưng quan hệ của Nguyên Giá với anh ta ngoài mặt thì không có trở ngại, nhưng không được thân thiết như với Cát Tiểu Đào. Con người Cảnh Cẩn Duy chắc chắn không phải kiểu tiểu bạch thỏ giống như Cát Tiểu Đào, tính cách cậu ta không làm quản lý được. Mấy năm nay Thiệu Nhất không nhận kịch bản tệ, liên tục nhận được kịch bản có chất lượng. Ngoài vì Phương Thiệu Nhất là con trai của Phương Hán và diễn xuất của hắn thuộc phái Thực Lực ra, còn có một nguyên nhân nữa là vì Cảnh Cẩn Duy có tài năng có mạng lưới, tài nguyên tới cũng có thể giữ được, sống rất khôn ngoan trong giới này. Nguyên Giá và anh ta hầu như không có chút liên hệ nào, rất ít khi nhận điện thoại của hắn, bởi vậy nên lúc này nhận điện thoại có chút bất ngờ. Cảnh Cẩn Duy cất tiếng chào hỏi với anh. Đã lâu không gặp rồi, em Giá. Người này cũng là một kẻ nghiện thuốc, cổ họng hút thuốc khiến giọng trầm cực khàn. Nguyên Giá nói, phải là lâu lắm rồi không gặp, sao vậy xếp Cảnh? Xếp cái rắm, người nọ nở nụ cười nói anh Cảnh chứ, sao vậy, hai đứa chia tay thì không gọi cho anh nữa hả? Thế có phải anh cũng nên gọi cậu là thầy Nguyên không? Em đùa thôi, Nguyên Giá nói, Cảnh Cẩn Duy không có việc thì sẽ không điện thoại cho anh, thế nhưng cũng không phải là chuyện lớn gì, anh ta chỉ hỏi Nguyên Giá. Mấy hôm nay có lên mạng không? Có người nói chuyện hai đứa ly hôn đã thấy chưa? Nguyên Giá chau mày lại. Sao cơ? Em không thấy. Không có chuyện gì đâu, chỉ là một chủ đề rồi sau đó cũng xóa. Cảnh Cẩn Duy nói tiếp. Anh cũng không định hỏi cậu vấn đề này, chỉ muốn hỏi cậu một chút. Em Giá à? Em Giá ừ một tiếng rồi nói. Anh hỏi đi. Chuyện cậu với Thiếu Nhất cậu nghĩ sao? Người này nói chuyện quá thẳng thắn. Dây thần kinh trong đầu Nguyên Giá nhảy lên, sau đó cười nói. Em nghĩ sao á? Em không nghĩ gì. Các anh muốn làm thế nào thì làm. Phía bên em cũng không thành vấn đề. Sau này nếu có một ngày công khai thì giảm sức ảnh hưởng tới Phương Thiệu Nhất xuống thấp nhất là được. Không được thì cứ nói em ngoại tình đi, vậy cũng được. Trong điện thoại, Cảnh Cẩn Duy không chút khách khí mắng anh một câu sau đó mới nói. Anh không dằn vặt với mấy đứa được. Anh Cảnh già rồi, chương trình này anh bảo bỏ nhưng hai đứa cứ nhận. Ly hôn rồi còn quay chương trình này,
Hai đứa tưởng người ta là kẻ ngốc à? Nếu bị vạch trần thì chúng ta đều không tốt. Em cũng nghĩ rồi. Nguyên Giá tựa vào sofa, cầm điện thoại trong tay. Anh nhắm mắt lại, ngửa đầu lên tựa vào ghế. Nếu thật sự có ngày ấy thì đẩy hết lên người em là được. Ly hôn là em, nhận chương trình cũng là em. Cụ thể thế nào em không nhiều lời, anh rõ hơn em nhiều. Đến khi ấy không cần phải kiêng kỵ em. Anh Cảnh, em không phải nghệ sĩ, cũng không phải người trong giới giải trí các anh. Em không thành vấn đề. Cậu không biết tính Phương Thiệu Nhất à? Cảnh Cần Duy cười lạnh lùng một tiếng. Cậu ta là người như thế nào hả? Anh ấy thì không, nhưng anh thì như thế. Nguyên Giá cười hà hả, cười hớn hở xong mới nói. Em nói thật đó, em không giờ gì, có chuyện gì thì cứ đẩy qua cho em là được. Em cầm bút kiếm cơm, văn nhân có mấy ai là không phong lưu, có phải không anh Cảnh? Cảnh Cần Duy không nói nữa chỉ bảo. Nói sao đi, nếu không có gì bất ngờ thì chuyện này không lộ ra được. Nếu lộ ra anh cũng có cách ngăn chặn, hai đứa sớm muộn cũng có lúc hành hạ chết anh. Nguyên Giá lại nhuyễn cười nói với anh ta đôi câu, sau đó mới cúp máy. Nguyên Giá nhắm mắt lại dựa vào đó, day day ấn đường. Một lúc sau anh cầm điện thoại lên đăng nhập vào mạng xã hội. Trên mạng đã bắt đầu lần lượt tổng kết lại anh và Phương Thiệu Nhất yêu đương. Mấy chủ đề trước đây đều có người đào mồ lại. Nguyên Giá mở từng cái ra xem, có mấy chuyện đã qua bị người ta nhắc lại cũng có thể khiến tâm tình anh dịu xuống. Nguyên Giá vở một video ra là video Phương Thiệu Nhất nhận được giải ảnh đế đầu tiên. Clip này từ nhiều năm trước, chất lượng hình ảnh không rõ ràng, nhưng Nguyên Giá vẫn có thể thấy rõ ràng dáng vẻ chói lòa của người kia trên màn ảnh. Thiệu Nhất mặc Âu phục, cầm cúp đứng ở đó, rất đối điển trai. Lúc đó hắn nói, cảm ơn đạo diễn Tần, cảm ơn đoàn làm phim, cũng cảm ơn tất cả tiền bối đã dẫn dắt Tiểu Phương đóng phim, mọi người đã giúp em trưởng thành lên nhiều ạ, cảm ơn. Nói đoạn, hắn nhìn chiếc cúp trong tay, sau đó cua cua ánh mắt chăm chú dịu dàng cười nói, phần thưởng này hôm nay tôi muốn dành tặng cho người yêu của tôi, Nguyên Giá, Giá Hầu Tử, chúc em sinh nhật vui vẻ. Chương 13. Lòng bàn tay nóng ran dán vào da đầu anh, nhiệt độ ấy khiến Nguyên Giá chỉ muốn say giấc. Nguyên Giá phải tới đài kia để ghi hình một chương trình, Quan Châu tới làm MC khách mời. Loại chương trình này Nguyên Giá chưa từng tham gia, mấy tiếng ghi hình về cơ bản đều dựa vào kịch bản, nhưng chương trình được lên kế hoạch không tệ, cười rất nhiều, dù có dựa hoàn toàn vào kịch bản thì anh cũng sẽ không bị khớp. Sau khi ghi hình xong, Quan Châu không cho anh về thẳng, hai người cùng đi ăn. Quan Châu nói với anh, xem phản hồi trên mạng hiện tại, anh hot lắm đấy nhé. Thế à? Nguyên Giá không để ý, trong chương trình này có ai mà không hot đâu. Nhưng trước đây anh thần bí quá. Quan Châu mỉm cười pha trò với anh, hay là sau này anh nhận nhiều chương trình như vậy vào, có triển vọng phết. Nguyên Giá nhướng mi cười nói rằng, đùa. Quan Châu nhoẻn miệng cười, một lúc sau thu lại vẻ mặt kia, nói với Nguyên Giá, phải rồi, hai người vẫn phải cẩn thận một chút, không biết phía họ đã nói với anh chưa, chuyện hai người ly hôn bị đồn ra ngoài đấy. Nguyên Giá ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta hỏi, không phải đã xóa rồi hay sao? Xóa nhưng vẫn còn, Quan Châu nói, mấy hôm nay đài vẫn cố ép xuống, không biết ai nói chuyện này ra ngoài, em đoán chắc phía Phương Thiệu Nhất cũng biết rồi. Nguyên Giá gật đầu không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh ăn đồ. Về mặt Quan Châu cũng rất nghiêm túc, quan hệ của anh ta với Nguyên Giá dùng ở chỗ này, anh ta lo lắng rất nhiều cho anh. Chuyện ngay cả em cũng biết, trong giới này không phải bí mật gì, chuyện hai người các anh ly hôn hẳn có rất nhiều người biết, không biết rốt cuộc lần này là do ai vạch trần ra, cũng có thể đài bên làm vì tỷ suất lượt xem người của họ. Dù sao thì chỉ cần không phải sự thật thì không bị làm sao, nhưng mấy ngày nữa bị bóc điều ra thì khó là để xuống nổi anh ạ. Ờ, biết rồi. Nguyên Giá nhìn Quan Châu mỉm cười với anh ta, không cần lo cho anh đâu, người anh em. Vẻ mặt Quan Châu đầy bất đắc dĩ, anh còn cười được nữa à? Nguyên Giá nhếch khóe môi đoạn nói, cười hay không cười thì có sao, dù sao anh cũng không có biện pháp gì, huống hồ bây giờ anh còn chưa có động tĩnh, anh để tâm làm gì chứ. Nguyên Giá thật sự không để tâm, lần này anh đi Nội Mông có chụp mấy bức ảnh, mấy hôm nay rảnh rỗi xem lại, có mấy bức ảnh anh rất thích,
trong đó có một bức phương thiệu nhất đứng trong sa mạc, quay đầu nhìn về phía anh, vẻ mặt hắn hơi lạnh lùng, thậm chí còn hơi chau mày lại. Có lẽ do ánh nắng chói chang, cũng có lẽ do gió thổi. Nguyên Giá chọn bức ảnh này làm hình nền. Mỗi một lần di chuột qua, đều dừng trên người phương thiệu nhất một cú. Cho dù anh còn chụp được bức ảnh bầy dê trên thảo nguyên, trong đó có một con dê vừa khéo quay đầu nhìn về phía ống kính, Nguyên Giá đăng bức ảnh này lên trong vòng bạn bè, viết là nhiếp ảnh Tiểu Nguyên. Cát Tiểu Đào lập tức like cho anh, Nguyên Giá gửi tin nhắn cho cậu. Mấy giờ rồi còn like dạo hả? Cát Tiểu Đào lập tức gửi tin nhắn thoại trả lời anh, giọng nghe vô cùng uể oải. Vẫn chưa quay xong nữa anh Giá, hôm nay lại quay suốt đêm rồi. Nguyên Giá liếc nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng. Anh không biết nói gì, cũng không nên nói gì. Cuối cùng Nguyên Giá chỉ gửi đi, vất vả rồi. Cát Tiểu Đào lại trả lời tin nhắn thoại, trong giọng nói mang theo ý cười. Không vất vả, bao giờ các anh đi ghi hình em lại được nghỉ ngơi mấy ngày. Nguyên Giá tùy tiện nói đôi câu với cậu, sau đó đặt điện thoại xuống. Chương trình này trước mắt đã ghi được 2 kỳ, tổng cộng có 5 trạm, quay thêm 1 kỳ nữa là hơn nửa chặng đường. Nguyên Giá vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của ekip. Dù sao thì tất cả đều dựa theo quy trình, tổ đạo diễn sắp xếp thế nào thì anh ghi hình như thế. Trước đó còn cảm thấy khó khăn, nhưng ghi hình xong lại trôi chảy như vậy. Lần này họ muốn đi Nhật Bản, Nguyên Giá không tới đoàn phim của Phương Thiệu Nhất giống lần trước. Đoàn phim đã chuyển tới Thiểm Tây, anh và Phương Thiệu Nhất vẫn xuất phát từ hai nơi, bắt đầu ghi hình ở sân bay. Lúc ở trên máy bay, cô bé đạo diễn nói với họ, ở chặng cuối có thể sẽ có một số thay đổi. Trước đó đã định chặng cuối sẽ ghi hình ở châu Úc, nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà phải thay đổi, có lẽ sẽ đi Canada. Nguyên Giá vừa nghe liền nhìn về phía cô đoạn hỏi, đi trước mấy ngày? Cô bé đạo diễn nói, bình thường có lẽ là 2 ngày để mọi người tránh lệch múi giờ, nhưng thời gian của mọi người đều rất căng, có lẽ vẫn phải xem thời gian của mọi người sớm hơn 1 hoặc 2 ngày ạ. Nguyên Giá không hỏi nhiều nữa, chỉ lắc đầu nói, không được. Cô bé đạo diễn cũng không ngờ Nguyên Giá lại từ chối dứt khoát như vậy. Hơn nữa, thực ra đối với họ, dù ở đâu cũng là quay. Tuy rằng tạm thời có thay đổi nhưng không gây ảnh hưởng quá lớn. Đối với họ mà nói đây chỉ là công việc mà thôi. Sao vậy thầy Nguyên? Cô bé đạo diễn hỏi tiếp. Lúc đó Phương Thiệu Nhất đeo bịt mắt ngủ bên cạnh. Nguyên Giá hạ thấp giọng nói với cô bé. Chúng ta làm như hợp đồng đi. Trước đó đã quyết định đâu thì giờ đi chỗ đó. Châu Úc còn được nhưng Canada thì không được, hoặc là đi Ấn Độ, Thái Lan, Ả Rập, những chỗ đó tôi đều có thể chấp nhận được, vượt biển không được. Cô bé đạo diễn bối rối, vốn cho rằng chuyện này chỉ cần nói mấy câu, không ngờ Nguyên Giá lại phản ứng lớn như vậy. Cô thử hỏi lại một lần nữa, thầy Nguyên à, em có thể hỏi có nguyên nhân gì không? Nguyên Giá lắc đầu vẻ mặt không muốn thương lượng, anh nói, không có nguyên nhân gì, con người tôi không thích thay đổi. Hợp đồng đã ký thế nào thì làm thế đó. Trước đó chúng ta đã ký ở châu Úc, mọi người không bàn bạc kỹ càng mà chỉ thông báo với tôi. Nói đổi là đổi, không có đạo lý này. Cô nói xem. Chuyện này cô bé đạo diễn không thể xử lý. Cô vốn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa xuống máy bay liền thông báo với lãnh đạo, nói chuyện của Nguyên Giá qua. Phía lãnh đạo trực tiếp nói chuyện với anh qua điện thoại, hỏi ý của anh. Nguyên Giá nói chuyện rất khách sáo nhưng vẫn không thỏa hiệp. Lãnh đạo, chúng ta thương lượng lại đi, không đi châu Úc thì đi nước nào gần một chút, tôi chắc chắn sẽ không đi Canada. Ban nãy ở trên máy bay Phương Thiệu Nhất ngủ, Nguyên Giá cũng hạ thấp giọng, hắn không biết chuyện này. Lúc này Nguyên Giá nói chuyện với cô bé đạo diễn lại với hắn, Phương Thiệu Nhất gật đầu tỏ ý đã biết. Hắn nhìn về phía Nguyên Giá vẫn còn đang nghe điện thoại, vẻ mặt đã mất kiên nhẫn. Thiểu Nhất duỗi tay kéo lấy cổ anh ta, gật đầu nhìn về phía anh. Nguyên Giá liếc mắt nhìn hắn, nói với điện thoại một lần nữa. Được rồi, chúng ta nói sau. Sau khi cúp máy trả điện thoại cho cô bé đạo diễn, Thiểu Nhất nói với anh. Đừng nóng nảy như vậy. Nguyên Giá nhìn hắn nói rằng. Em không nóng nảy, chỉ là em không muốn đi. Bên cạnh có quá nhiều người, Thiểu Nhất cũng không nhiều lời trong lúc Nguyên Giá cúi đầu đi về phía trước hắn kéo lấy anh, không để anh đụng vào người. Phương Thiệu Nhất nói với cô bé đạo diễn. Đừng để ý, chúng ta bàn bạc lại sau nha. Vâng, thầy Phương. Cô bé đạo diễn gật đầu liên tục. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì.
Nguyên Giá và Thiệu Nhất bay từ phương Bắc tới. Bọn họ tới nhanh nhất, các cặp khác đều ở phía Nam. Chuyến bay buổi chiều mới tới. Nguyên Giá và Thiệu Nhất làm tổ trong khách sạn. Thiệu Nhất thiếu ngủ trầm trọng, hắn nằm ngủ bù trên giường. Nguyên Giá vừa ngồi xem điện thoại. Nguồn tin của Quan Châu rất nhanh. Buổi trưa anh ta gửi WeChat hỏi Nguyên Giá. Anh lại sao vậy? Lên cơn gì hả? Nguyên Giá trả lời. Động kinh hàng ngày. Anh nhẹ nhàng một chút, đừng đắc tội người ta. Nguyên Giá trả lời. Anh nói chuyện rất khách khí mà. Quan Châu hỏi. Em mới nghe Lâm Vị với đài trưởng nhắc tới chuyện của anh. Nhắc anh câu này. Cũng vì trưởng bối nhà các anh địa vị cao, đổi lại là người khác, Lâm Vị đã chửi rồi. Con người ông ấy ngoài miệng không có giới hạn, nhưng mà trưởng bối kia đã không liên quan tới anh nữa rồi, ông tướng ạ, tự biết nhìn mình đi. Nguyên Giá hừ một tiếng, lại gửi một tin nhắn cho anh ta. Chú lo việc của chú đi, không cần để ý tới anh. Quan Châu cũng rất bận rộn, nói xong hai câu này thì không gửi tin nhắn qua nữa. Lịch trình của Thiệu Nhất dày đặc, cũng không biết thiếu ngủ bao nhiêu giấc. Hắn nằm nghiêng trên giường, nhịp thở đều đều vẫn ngủ rất say. Sau đó chỉ thiếu Trần Nhu và chồng là chưa tới, hai cặp còn lại đều đã tới. Nguyên Giá nhìn đồng hồ, ước chừng cô bé đạo diễn cũng sắp qua gọi họ. Nguyên Giá thả nhẹ bước chân đi tới bế biên Thiệu Nhất nằm nghiêng. Anh ngồi xổm xuống mở miệng muốn gọi Thiệu Nhất dậy, nhưng vừa hé miệng lại không lỡ cất lời. Gương mặt Thiệu Nhất đúng là rất tuấn tú, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng. Nguyên Giá vẫn thích sống mũi hắn. Trước đây dù có gặm cắn anh cũng không dám chạm tới sống mũi của Phương Thiệu Nhất. Hắn ngủ rất say cũng rất thoải mái, vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng. Nguyên Giá nhìn hắn ngủ thoải mái như vậy không nỡ gọi hắn dậy. Ngồi xổm mỏi chân, anh liền ngồi thẳng xuống sàn nhà, dựa bên giường Phương Thiệu Nhất, cũng ngủ gật. Thế nhưng anh chỉ ngủ được 8-10 phút, sắp tới thời gian, anh vẫn phải gọi Phương Thiệu Nhất dậy. Nguyên Giá duỗi tay ra, chạm vào vai Thiệu Nhất cất tiếng gọi. Anh Nhất à? Thiệu Nhất không phản ứng, Nguyên Giá gọi hắn tiếp. Anh Nhất ơi! Lông mi Phương Thiệu Nhất run run qua vài giây mới mở mắt, giấc ngủ vừa rồi rất say, nhiệt độ trong phòng cũng thoải mái. Có lẽ hắn vừa mơ giấc mộng đẹp. Lúc mở mắt còn mang theo chút mê man, bị đánh thức cũng không cho mày. Nguyên Giá cố kiềm chế sự kích động muốn duỗi tay ra, chỉ nở nụ cười với hắn nói: đừng ngủ nữa. Thiệu Nhất chớp mắt nhìn Nguyên Giá, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc này trong ánh mắt không mang theo nhiều tâm tình phức tạp như vậy, đều rất đơn giản và bình tĩnh. Nguyên Giá vừa mở miệng muốn nói gì đó để Thiệu Nhất tỉnh ngủ, kết quả anh còn chưa kịp lên tiếng, Thiệu Nhất đột nhiên duỗi tay ra, ôm chầm lấy Nguyên Giá. Thiệu Nhất vừa ngủ trên người rất ấm, hơi thở ấm áp khô ráo đột nhiên phả tới, cả người Nguyên Giá sững sờ. Gương mặt anh úp vào cơ thể Thiệu Nhất, hơi thở trên người Thiệu Nhất khiến anh có cảm giác thư thái quen thuộc, rất thoải mái. Nguyên Giá không lên tiếng, chỉ nhắm nghiền mắt lại. Đôi mắt anh vừa kéo ở vị trí xương quai xanh của Thiệu Nhất, khung xương cứng rắn khiến anh có phần không thoải mái. Bàn tay Thiệu Nhất giữ sau gáy Nguyên Giá, lòng bàn tay nóng ran dán vào da đầu anh. Nhiệt độ ấy khiến Nguyên Giá chỉ muốn say giấc. Sau đó vẫn là Nguyên Giá cử động trước, giữ tư thế này hơi mỏi vùng eo. Hít sâu một hơi, anh đưa tay kéo tới cánh tay Thiệu Nhất ra, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt Phương Thiệu Nhất. Lần thứ hai họ đối mặt với nhau, Nguyên Giá mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra hỏi hắn. Sao vậy? Thiệu Nhất nhìn anh trầm mặc trong thoáng chốc, sau đó rời mắt qua chỗ khác, day day ấn đường nói. Không sao cả, vừa nằm mơ thôi. Chương 14. Cảm ơn vận mệnh đã an bài những điều này. Thiệu Nhất nói hắn nằm mơ, Nguyên Giá không hỏi hắn mơ gì. Anh chỉ mỉm cười về phía Thiệu Nhất, nụ cười rộ lên đôi mắt bé tí hin rất dễ thương. Một bất ngờ dịu dàng như vậy khiến chương trình lần này ghi hình rất thoải mái. Hai người không ai nói mấy lời oán giận với nhau nữa. Trước ống kính máy quay, họ như một cặp yêu nhau thật sự, yêu nhau nhiều năm rồi. Mỗi ánh mắt đều có sự ngầm hiểu. Nguyên Giá đột nhiên cảm thấy ghi hình như này, đóng kịch trước ống kính máy quay rất thú vị. Không biết anh và Thiệu Nhất ai diễn tốt hơn, nhưng dù sao Thiệu Nhất cũng là ảnh đế, có lẽ anh không thể sánh bằng.
Nguyên Giá đã tới Nhật Bản mấy lần, không tính là rất thích, chủ yếu là anh không thích đồ ăn ở đây. Lần trước Thiểu Nhất tới đây đóng phim, Nguyên Giá cũng đi theo. Tổng cộng có 2 tháng mà Nguyên Giá sụt gần 5 kg. Lần này họ còn ngâm suối nước nóng. Nguyên Giá và Thiểu Nhất nhân lúc mọi người đi ngủ mà lén lút đi ngâm suối nước nóng. Hai người còn ở đó ăn khuya một chút. Thực ra đều là chương trình sắp xếp để họ ghi hình như vậy. Lúc này họ ghi hình không tốt lắm. Nguyên Giá vẫn ngâm mình trong nước không dám đứng dậy. Anh phỉ nhổ trong lòng. Cũng không biết là ekip cố ý hay vì thiếu thông minh, hai người cứ như vậy ngâm nước, đối mặt với nhau tán gẫu. Còn có thể tán gẫu thế nào nữa, nhất là trong cảnh đặc biệt như vậy. Trong đầu Nguyên Giá có rất nhiều cảnh tượng nóng bỏng. Hai người vì nguyên nhân này mà ngồi nghiêm chỉnh trong nước, không ai dám đi ra trước. Sau đó Nguyên Giá đuổi quay phim đi, để quay phim về ngủ, không quay nữa. Sau khi sắp ghi hình xong, cô bé đạo diễn lại nhắc tới chuyện đi Canada với Nguyên Giá. Nguyên Giá không thay đổi ý định, anh không thích Canada, đã nói không đi là sẽ không đi. Cô bé đạo diễn cũng hết cách rồi, chỉ có thể quay qua hỏi Phương Thiểu Nhất, cảm thấy phía Thiểu Nhất dễ nói chuyện hơn, muốn tham khảo ý kiến của anh. Dù sao Thiểu Nhất cũng khéo nói hơn Nguyên Giá, chỉ nói với cô, chuyện này bàn bạc với công ty tôi đi, nói chuyện với hỏi, phía Nguyên Giá không cần hỏi lại. Em ấy sẽ không thay đổi ý định đâu. Thái độ của hắn vẫn nhất trí với Nguyên Giá. Không thể phía bên Nguyên Giá nói không đi, hắn lại nhận lời người ta. Nhưng Thiểu Nhất âm thầm nói với Nguyên Giá, đi đâu cũng như nhau, đừng đành hanh với họ, không đáng. Nguyên Giá lắc đầu không hề lung lay, không đi. Phương Thiểu Nhất nhìn anh, đương nhiên không nói thêm gì, chỉ gật đầu bảo, Cuối cùng sau đó họ cũng không đi Canada. Những người khác đều không để ý đi đâu cả, chỉ có Nguyên Giá và Thiểu Nhất kiên trì không đi, cuối cùng vẫn phải dựa theo kế hoạch ban đầu mà đi châu Úc. Có lẽ cả ekip không được vui, nhưng cũng không nói gì, dù sao Thiểu Nhất cũng có thân phận ở đây, hơn nữa bọn họ không nói được gì, dù sao cũng đã ký hợp đồng rồi. Phía Thiểu Nhất không đồng ý thay đổi cũng là bình thường. Ngày hôm đó quay về, Nguyên Giá nhận được tin nhắn của tổng đạo diễn chương trình nói với anh, thầy Nguyên à, vẫn nghe theo ý của cậu, chúng ta vẫn đi châu Úc. Nguyên Giá trả lời ông ta, xin lỗi đạo diễn Lâm, gây phiền phức cho ông rồi. Lâm Vĩ nhắn, có gì đâu thầy Nguyên, cũng trách chúng tôi không bàn bạc với các cậu sớm hơn. Nguyên Giá biết có lẽ trong lòng ông ta cũng có ý kiến, nhưng đi Canada chỉ nhắc tới 1-2 ngày đúng là đùa nhau. Dù có nhắc sớm hơn nhiều ngày thì phía Thiểu Nhất cũng không dành thời gian ra được. Chuyện này có lẽ người khác sẽ thấy Nguyên Giá đành hanh lắm điều, nhưng con người Nguyên Giá vốn vậy. Chuyện anh không đồng ý thì không thay đổi được, có lẽ chỉ Thiểu Nhất nói mới có tác dụng, nhưng Thiểu Nhất sẽ không nói. Kỳ đầu tiên của chương trình đã được phát sóng trên TV, lúc Nguyên Giá ở Nhật Bản đã biết tin. Trên WeChat của anh cũng rất náo nhiệt, rất nhiều người liên lạc nói với anh mấy câu, thậm chí Ninh Lục còn ném link qua xem trực tiếp rồi chế nhạo anh. Sau đó Nguyên Giá liền tắt mạng, không trả lời tin ai nữa. Dù sao ekip cũng rất chịu chi, trước đó tuyên truyền tới nơi tới chốn, mấy cặp đôi đều được lôi ra để làm đề tài bàn tán nhiều ngày. Hai cặp đôi trẻ tuổi cũng là ngôi sao đang lên, bởi vậy nên tập đầu phát sóng tỷ suất người xem rất khả quan. Những năm trở lại đây, Phương Thiểu Nhất đều khiêm tốn đóng phim, Nguyên Giá cũng là người ngoài giới. Có rất nhiều cô bé hiện tại không biết đến cặp đôi của họ. Một loạt bài viết trên mạng đều bị đào mộ, còn có clip ngắn hôn lễ năm đó. Thậm chí họ còn được hot trên hệ thống search. Biên tập cũng đưa đoạn phỏng vấn kia ra vào trong chương trình. Mới phát sóng không được bao lâu đã chọn phát đoạn phỏng vấn Nguyên Giá nói cuối cùng kia. Trong màn ảnh, Nguyên Giá có vẻ lạnh lùng nói, anh ấy không thành danh thì cũng là Phương Thiểu Nhất, mà có cầm giải ảnh đế thì vẫn là Phương Thiểu Nhất. Rất nhiều em gái cảm thấy đoạn kia rất ngọt ngào, phối hợp cùng vết sẹo nho nhỏ bên khóe mi Nguyên Giá, bộ dạng như một cậu nhóc nghịch ngợm, nói lời hay, có sức rất hấp dẫn. Rất nhiều fan của Nguyên Giá căng thẳng, mọi người vốn theo Phật thể ôn hòa, trước làn sóng fan phong trào ập tới đều dừng cảnh giới, cân nhắc không biết có nên khuyến khích lập quy củ cho mấy fan mới hay không. Đến Giá Thúc ở bên đây cũng tu Phật rồi, đừng có mà gây chuyện, chỉ muốn fan phong trào náo nhiệt vài ngày chán rồi lại đi. Anh ấy chỉ viết sách, fan của mấy người không hợp với chỗ chúng tôi đâu.
Phật thể là chỉ thái độ sinh hoạt có phần phó mặc, hờ hứng, thuận cảnh, lấy tất cả tùy duyên làm châm ngôn sống của bản thân. Fan của Nguyên Giá có một bộ phận nhỏ, bởi vì anh là người yêu của Thiểu Nhất nên quan tâm tới anh, còn đại đa số đều là độc giả của anh, những độc giả theo anh từ thời kỳ đầu, lúc này đây đều đã trưởng thành, mọi người đã lập gia đình, thậm chí đã có con. Lúc này có rất nhiều fan cũ của anh bảo, mới thấy Giá Thúc trên TV liền hết hồn, lên mạng search cũng thấy đúng thật. Có một bình luận dưới mạng xã hội của Nguyên Giá được like trên top, người gửi bình luận là một cô gái. Hôm trước vừa lên chức mẹ, thấy anh vẫn vui vẻ như trước, cảm thấy rất mừng. Lần đầu tiên đọc sách của anh, em mới học lớp 12. Khi đó muốn được sống như anh, vừa trục lại vừa dũng cảm. Mấy năm qua không thấy anh đăng mạng xã hội, vẫn cứ nghĩ không biết liệu anh có được vui vẻ như anh chàng chạy quanh khắp núi đục thân cây như năm nào không. Hôm nay xem chương trình thấy anh vẫn cười vui vẻ, như vậy thực sự là rất tốt. Nhưng cũng bởi phần lớn fan của Nguyên Giá là độc giả, bởi vậy nên cũng không ít người không muốn anh tham gia mấy chương trình giải trí, cảm thấy thất vọng về anh, cảm thấy như vậy đã mất chất, trên người dính mùi tiền. Dù bình luận thế nào Nguyên Giá cũng không đọc, anh vốn không lên mạng xã hội, chương trình kia anh cũng không xem, thậm chí sau khi từ Nhật Bản về anh cũng không lên mạng. Tuy rằng để người ta ghi hình, nhưng anh vẫn như trước không thích mình nhìn qua màn ảnh. Cảm giác quá xa lạ, giống như anh đang nhìn người khác, nhìn người khác đóng phim cùng Phương Thiểu Nhất. Có lẽ là diễn viên tệ nhất Phương Thiểu Nhất từng đóng cùng. Lúc Nguyên Giá lên mạng đã là chuyện mấy ngày sau đó, khi mấy trò vui lắng xuống, anh mới lên mạng xã hội nhìn, không trả lời mấy tin nhắn vớ vẩn. Trong đó có một hôm, Phùng Lôi Tử liên hệ với anh, gửi một bức hình cư dân mạng Photoshop, biến Nguyên Giá ngồi trên cây ném chuối thành khỉ. Phùng Lôi Tử nói, Photoshop hay phết nhỉ? Nguyên Giá không dùng mạng xã hội nên chưa thấy bức hình này. Anh bật cười gửi tin nhắn thoại nói rằng, người anh em à, giờ còn có cả ảnh chế à? Phùng Lôi Tử lập tức gửi cuộc thoại tới. Nguyên Giá nhận máy. Phùng Lôi Tử bảo, anh xem trong chương trình kia mà không biết liên lạc với chú kiểu gì. Hồi trước anh còn tưởng chú là đại ca thâm trầm, bây giờ anh lại thấy chú giống em trai đáng yêu. Thế trước đây em không đáng yêu à? Nguyên Giá châm điếu thuốc đoạn nói, em cảm thấy đó giờ đáng yêu lắm chứ. Phùng Lôi Tử mắng một câu sau đó nói, không chém gió lung tung với ông nữa, tìm chú nói chuyện này. Nguyên Giá cho mày, thấy em quảng cáo giúp anh nên muốn chia tiền cho em à? Quảng cáo gì cơ? Phùng Lôi Tử nghe không hiểu. Nguyên Giá nói, không thấy thì thôi bỏ đi, chắc là chưa phát. Phùng Lôi Tử nói chính sự này, kịch bản trước đây anh nói với chú ấy, chú đã cân nhắc chưa? Nguyên Giá trả lời rất nhanh, em không có ấn tượng gì, giờ này đầu óc em không được minh mẫn. Phùng Lôi Tử dừng lại 2 giây, sau đó thấp giọng mắng mấy câu, nói với anh, hồi trước anh từng nói qua với chú rồi, kịch bản người câm kia ấy, anh cảm thấy chú viết sẽ rất hay, chú thử xem, thứ này chú viết giỏi nhất đấy. Nguyên Giá cày tàn thuốc nói với anh ta, em nhớ rồi, không phải sau đó có người viết rồi hay sao? Phùng Lôi Tử xì một tiếng, cậu ta viết như hạch. Thực ra bây giờ Nguyên Giá không có tâm tình viết gì cả. Sao gần đây anh rất lười, cũng đã hơn 1 năm rồi. Chuyện này trước đây Phùng Lôi Tử đã đề cập với anh. Trước đó Nguyên Giá còn cảm thấy hứng thú với kịch bản này, nhưng trải thái anh khi đó có lẽ không viết được gì hay ho, bởi vậy nên lần trước anh không nhận. Lần này Nguyên Giá cũng không từ chối, chỉ bảo em suy nghĩ một chút, sau đó sẽ nói lại với anh nha. Trước khi Phùng Lôi Tử cúp máy lại đổi giọng điệu, nói với Nguyên Giá, chú mày, không ngờ hai người ân ái như vậy đấy. Trước đây anh còn nghe tin đồn hai người ly hôn, xem vậy mới thấy ly hôn cái con Q ấy. Chú nói với anh xem, hai người có xến xẩm không hả? Nguyên Giá nở nụ cười, cũng được. Sau khi cúp máy, Nguyên Giá rủi thuốc vào gạt tàn, cho mày dưới cánh tay. Phùng Lôi Tử là người rất nhạy bén, không nói lời nào thừa thái. Câu nói cuối cùng tưởng như chỉ thuận miệng nói đùa, thực ra là đang nói với Nguyên Giá. Chuyện hai người ly hôn ngay cả anh ta cũng biết rồi, cho anh một lời nhắc nhở, nhưng không nói toạc ra để anh tự biết trong lòng. Nguyên Giá thở hắt ra, mới mệt mỏi dựa vào sofa, sờ hộp điều khiển bật tivi lên. Bạn ấy nói chuyện với anh ta, khiến Nguyên Giá đột nhiên muốn xem chương trình kia, xem hai người họ xến xẩm thế nào, cũng muốn xem lại Phương Thiểu Nhất khi đó.
cũng muốn xem lại Phương Thiểu Nhất khi đó. Mới mấy phút đầu mà Nguyên Giá đã gượng chín cả mặt, người bình thường không chịu được xem bản thân mình lên tivi như vậy, ngu ngốc quá, cũng làm màu quá. Mỗi lần tới cảnh có mình, Nguyên Giá đều khó chịu, khắp người mà ấn nút tua. Sau đó cảnh có Phương Thiểu Nhất nhiều hơn, cảnh các cặp đôi được xếp xen kẽ nhau, sau khi xem một lúc còn cảm thấy rất thú vị. Lúc leo núi bởi vì Nguyên Giá một mình chạy khắp nơi, bởi vậy nên có rất nhiều nội dung mà anh không biết. Lúc đó Thiểu Nhất mỉm cười nói với quay phim, để em ấy chơi đi, qua đây, mấy anh qua đây quay tôi này. Trong màn ảnh, ánh mắt Phương Thiểu Nhất dịu dàng như vậy, ánh sáng cũng được chỉnh cho chu hòa, toàn bộ hình ảnh khiến mọi người cảm thấy thật ấm áp. Kỳ đầu tiên chỉ dừng ở đoàn họ lên núi chia chỗ ở, cảnh cuối chương trình là Nguyên Giá và Thiểu Nhất nằm bên lều vải ngắm sao trời, khung cảnh đó có vẻ rất lãng mạn. Mặc dù xem lại bản thân vẫn thấy mình thật ngu ngốc, nhưng cũng thấy rất thỏa mãn. Mãi đến khi phát quảng cáo, Nguyên Giá vẫn không tắt tivi đi. Anh ngồi người ngẩn ra trên sofa, tivi tự động chạy tới video liên quan, là đoạn phỏng vấn họ ở cuối chương trình. Cặp đầu tiên chính là Thiểu Nhất và Nguyên Giá. Phỏng vấn được sắp xếp rất thú vị, hai bên anh một câu, tôi một câu xen kẽ. Nguyên Giá xem hết đoạn phỏng vấn này, đương nhiên anh nhớ rõ khi đó mình trả lời thế nào, nhưng anh rất muốn biết đáp án của Phương Thiểu Nhất trước một vài câu hỏi. Cô bé đạo diễn hỏi Phương Thiểu Nhất, anh và thầy Nguyên bên nhau bao lâu rồi? Thiểu Nhất nói, rất lâu rồi, sắp qua năm thứ 15, lại tới năm thứ 16. Thực sự rất lâu, tính ra hai anh bên nhau từ hồi 20 tuổi. Đúng vậy, Phương Thiểu Nhất cũng thu hồi vẻ nghiêm túc thường có trước màn ảnh có vẻ dịu dàng hơn, gật đầu nói, hồi đó chúng tôi còn trẻ. Những câu hỏi nhỏ đó hầu như đáp án của Phương Thiểu Nhất với Nguyên Giá đều nhất trí nhau. Giữa hai người có sự hiểu ngầm. Sau đó đạo diễn cười hỏi, em có thể hỏi một chút không? Hồi trước hai anh là ai theo đuổi ai trước? Phương Thiểu Nhất lập tức trả lời, tôi theo đuổi em ấy trước. Cô bé đạo diễn xác nhận lại một lần nữa, anh theo đuổi trước thật sao? Anh chắc chứ? Thiểu Nhất gật đầu nói, đúng vậy, tôi theo đuổi trước. Nguyên Giá nói là anh theo đuổi, Thiểu Nhất lại nói là hắn theo đuổi. Biên tập ghép hai người họ lại với nhau chuyển thành đối mặt một trái một phải, ở giữa có ba dấu chấm hỏi. Nguyên Giá nhướng mày trước tivi nhìn Phương Thiểu Nhất trong màn ảnh, một lúc sau cười lắc đầu. Trong lúc phỏng vấn không có gì khác biệt, cuối cùng cô bé đạo diễn hỏi câu còn sót lại. Thầy Phương à, anh đánh giá quan hệ của hai người thế nào? Hai anh quen biết và bên nhau lâu như vậy, đối với anh mà nói có thể cảm xúc như thế nào? Câu hỏi này là lúc đó Nguyên Giá không có. Có lẽ vì lúc cuối hơi nóng tính, đạo diễn không hỏi anh nữa. Anh ngồi thẳng người dậy che Thiểu Nhất trả lời. Câu hỏi này khiến Thiểu Nhất trầm mặc một chút. Hắn hơi cúi đầu không nhìn vào ống kính. Ánh sáng được chỉnh rất dịu dàng. Cho dù gương mặt Thiểu Nhất sắc nét mạnh mẽ như vậy, lúc này đây cũng có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. Sau đó hắn mím môi thấp giọng nói, cô nhân cơ hội hỏi tôi đấy à? Cảm xúc thế nào á? Cái này nói thế nào nhỉ? Chỉ chốc lát sau hắn chớp mắt, cuối cùng nhìn xoáy sâu về phía ống kính, ánh mắt dường như có thể xuyên qua màn hình mà chạm thẳng vào lòng người. Hắn cất tiếng nói, thì cảm ơn cuộc gặp gỡ này, cảm ơn vận mệnh đi. Dù là ai bước vào cuộc đời ai cũng đều rất tốt đẹp, cảm ơn vận mệnh đã an bài cho những điều này.